chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói thêm một cái thông tin khác đi đây là cái thông tin mà nhiều bạn cũng rất là quan tâm đó chính là cây uh, dự drama giữa Elon Musk và Twitter đến thì đến đâu rồi và như thường đã chia sẻ với các bạn là um, Elon Musk đã quyết định là sẽ tiếp tục thu mua Twitter với cái giá cũ là 44 tỷ nghe là tương đương với 54 đồng 20 đô một cổ phần thì uh, theo thông tin đó, Elon Musk đã gửi đơn tới để mà đề nghị mua chính thức nhưng mà ở bên Twitter thì vẫn im lặng chưa có trả lời Và hồi sáng nay tôi có chia sẻ với các bạn là Elon Musk thì kỳ vọng là có thể hoàn thành cái thương vụ này vào khoảng ngày 28 tháng 10 Và cái dự kiện giữa Elon Musk và Twitter sẽ bị hủy bỏ Tại vì các bạn biết là cho tới bây giờ thì dự kiện đó vẫn sẽ xảy ra vào ngày 17 tháng 10 Chúng ta vẫn chưa thấy Twitter đồng ý để mà bỏ cái dự kiện đó Thì có thấy nhiều bạn nói là tại sao vậy bây giờ Elon Musk chấp nhận thu mua rồi Nhưng mà có thể là Twitter làm giá hay là Twitter muốn đòi hỏi thêm một cái gì đó như thường chia sẻ trong video ngày hôm qua Nhưng mà cho dù Twitter muốn gì ra thì thường cảm thấy được là chúng ta đã có một cái thông tin mới hơn Đó chính là thẩm phán của cái vụ kiện này đó ở Delaware đã đưa ra quyết định là nếu như mà Elon Musk có thể hoàn thành thương vụ này vào ngày 28 tháng 10 hay là sớm hơn đó thì coi như cái vụ kiện này chấm dứt thì chúng ta nhìn thấy được bây giờ đã là ngày 6 tháng 10 tại Hoa Kỳ rồi, ngày 28 tháng 10 đó, nghĩa là còn chỉ có 3 tuần nữa thôi. Và cái số tiền cần có là 44 tỷ thì số tiền này đó Elon Musk lấy từ đâu? Thì các bạn đã nhớ là Elon Musk uh, tuy là người giàu nhất uh, thế giới hiện bây giờ nhưng mà phần lớn khối tài sản là nằm ở trong cổ phiếu của Tesla chứ đâu có sẵn tiền mặt đâu. Elon Musk trong tay thường nhớ chỉ nắm có vài tỷ đô la tiền mặt mà thôi. Và thêm vào đó đó là Elon Musk uh, đã đồng ý vay mượn của hai ngân hàng là Morgan Stanley và ngân hàng Bank of America là 12,5 tỷ à, và cái số tiền còn lại đó là một số những cái nhà đầu tư sẽ cùng nhau đưa cho Elon Musk à, và gặp lại đó thì theo thông biết là tùy theo các bạn hỏi ai nhưng mà nhiều người nói là Elon Musk cũng cần có thêm khoảng 2 cho đến 5 tỷ đô la để hoàn thành cái thương vụ này à, vì lý do đó chúng ta mới thấy được là ngày hôm qua sau khi mà thông tin liên quan tới um, Elon Musk đã mua Twitter dẫn đến cổ phiếu của Tesla nó đi xuống một chút Tại vì nhiều người nghĩ là Elon Musk sẽ phải bán thêm của bên Tesla để mà có đủ tiền để mà hoàn thành cái thương vụ này Và dù theo thông tin ngày hôm nay đấy, thì cổ phiếu của Twitter đã tăng khá là nhiều hôm qua Nhưng mà hôm nay thì các bạn thấy được là kết thúc thì xuống nhẹ một chút Sau khi tăng mạnh xuống 1,91% à, Tại vì sao? Tại vì tôi nghĩ là có một số người à, Vẫn còn một sự lo lắng là có một khả năng Không biết là lớn bao nhiêu nhưng mà vẫn có một khả năng Là Elon Musk không thể hoàn thành được thương vụ này Nếu như mà không có đủ số tiền đó Tuy nhiên thường cảm thấy khả năng này bây giờ có thể là không có nhiều đâu Nếu như mà Elon Musk à, đã muốn mua rồi đó Thì à, tôi nghĩ là sẽ có cách để mà lấy được cái số tiền cần thiết đó và để các bạn hiểu rõ hơn đó về sự ảnh hưởng của lãi suất thì như thường vừa chia sẻ đó, Elon sẽ vay mượn 12,5 tỷ USD từ Morgan Stanley và ngân hàng Bank of America để mua Twitter nhưng mà tại vì lãi suất tăng so với cái uh, lúc mà trước đây đó thì Elon phải trả thêm 375 triệu đô la mỗi năm nghĩa là hơn một triệu đô la tiền lãi mỗi ngày chỉ vì lãi suất đã tăng lên rồi. Thì như thường cho chia sẻ đó, nhiều bạn có nói là Elon giàu gì, tại sao mà không dùng tiền mặt đi? Thì không phải lúc nào họ cũng có sẵn tiền mặt đâu các bạn. Phần lớn tài sản là nằm ở trong cổ phiếu của Tesla. Và theo đường hiểu đó là phiếu Tesla không có thể được bán hiện bây giờ. Theo đường nhớ là phải đợi tới cái thông báo tài chính quý 3 rồi sau đó Elon mới có cái thời gian để mà bán cổ phiếu đó. Tại vì theo luật thì những người như là Elon thì chỉ có thể bán một phần cổ phiếu theo thời gian mà thôi không thể là bán hết được và không thể lúc nào muốn bán cũng có thể bán được một con số lớn như vậy để mà bảo vệ những nhà đầu tư kia cho nên à, việc vay mượn là việc cần thiết tại vì không phải là lúc nào cũng có sẵn những cái nhà đầu tư đưa tiền cho elon musk họ chỉ đưa một phần mà thôi elon sẽ vay mượn cái phần này à, và câu hỏi kế tiếp có thể nhiều bạn nói là tại sao elon lại phiền phức như vậy vừa vay mượn và vừa kêu gọi vốn tại sao không vay mượn hết luôn đi rồi chờ tới khi nào mà bán được cổ phiếu tesla rồi trả cho ngân hàng à, nhưng mà các bạn nên hiểu đây là ngân hàng họ cho vay thì họ sẽ cho vay một cách nào họ cảm thấy là an toàn công ty Twitter tuy là Elon muốn mua ở mức giá là 44 tỷ nhưng mà chưa hẳn Twitter đáng giá đó các bạn đã nhớ là cổ phiếu Twitter đã xuống rất là mạnh Cùng với lại những cổ phiếu công nghệ khác rồi. À, chỉ vì Elon Musk đưa ra thông tin ngày hôm qua là sẽ tiếp tục thu mua một Twitter nên giá mới tăng trở lại mà thôi. Cho nên có thể là ngân hàng chỉ định giá Twitter phần nửa giá đó cũng có thể. Cho nên họ chỉ cho vay phần nửa của phần nửa giá đó là 12,5 tỷ. Đó là điều à, tôi nghĩ đến ở đây. Nhưng mà nhiều bạn à, sẽ nghĩ là Elon Musk kỳ này à, có thể là giỡn quá mức. Bây giờ ảnh hưởng đến à, có thể là mất thêm một số tiền. Tại vì lãi suất đã tăng cao hơn hay là giỡn quá mức dẫn đến là bây giờ vẫn cuối cùng cũng phải thu mua Twitter với mức giá là 41 tỷ mà thôi cao hơn là có thể cái giá hiện tại của Twitter nhưng mà có một cái uh, suy nghĩ khác đó chính là hôm qua đã có một thông tin là nhà đầu tư nổi tiếng là Carl Icon đã tích lũy được một số lớn cổ phần Twitter Chỉ giá là hơn 500 triệu USD à, trong vài tháng qua lúc mà giá đi xuống nó sau khi Elon nói không mua nữa nhưng mà sau khi Elon nói là mua thì uh, chúng ta thấy được là Icon đã kiếm được 250 triệu USD chỉ trong ngày hôm đó mà thôi Có thể thấy được là cái lợi nhuận cao như thế nào Câu hỏi bây giờ là Elon và người nhà hay đồng minh có tích lũy thêm Twitter stock mấy tháng qua hay là không Và nhiều người cho là có, nhiều người là không, đương nhiên không nào biết được Nhưng mà nếu như mà Elon và người nhà hay là ai đã tích lũy trong những mấy tháng qua ở mức giá thấp Thì cũng có thể là kiếm được một cái số lượng tiền nhiều hơn là cái tiền cần thiết để mà trả tiền lãi tại vì là suất cao hơn như thường Duy chia sẻ với các bạn dù sau đi nữa ta thì Gary Black là một trong những người cũng có tiếng nói trên Twitter và cũng là một trong những người mà tin tưởng Tesla đầu tư dài hạn à, thì có một suy nghĩ liên quan đến Elon Musk mua Tesla thứ nhất đó, là cái sự ảnh hưởng vẫn còn à, và các bạn cũng thấy được là cái sự ảnh hưởng này đó phản ứng trong cái đường giá của cổ phiếu Tesla đó chính là Elon uh, sẽ phải bán một phần của Tesla bao nhiêu thì chưa rõ hiện tại nhưng mà khả năng là Elon sẽ phải bán một phần cổ phiếu Tesla đương nhiên đó là tăng thêm lực bán của Tesla thứ nhì nữa đó thì uh, những nhà đầu tư Tesla lo ngại là Elon là một doanh nhân mà chuyên về công nghệ chúng ta nghĩ đến SpaceX chúng ta nghĩ đến Boring chúng ta nghĩ đến Tesla thì uh, bây giờ Elon mua Twitter thì uh, Twitter ra lại là một cái mảng đầu tư khác hoàn toàn. Đây là một cái mạng xã hội kinh doanh và lấy thu nhập đó từ quảng cáo. Cho nên có thể đây sẽ là một trong những cái làm cho Elon phân tâm, không chú tâm đến những cái mảng còn lại. Đó cũng là một cái mối lo ngại của những nhà đầu tư. Và điều thứ ba đó là phần lớn những cái nhà báo thì họ bây giờ đều quan tâm đến Elon Musk và Twitter sẽ lấy đi một số những cái sự quan tâm đến công ty Tesla. Đó là cái suy nghĩ của một số những cái nhà đầu tư mà được phản ảnh trong cái tweet này bởi Gary Black. Và Gary Black đó thì đưa ra một dẫn chứng tôi cảm thấy được là cũng không hẳn đâu. Nhưng mà nói chung đó thì cái sự nghi vấn bằng ở đó. Đó chính là từ lúc mà Elon Musk muốn mua Twitter đó và tháng tư đó thì chúng ta thấy được là cổ phiếu Tesla đã giảm 38% trong khi Nasdaq chỉ giảm có 25% mà thôi, mặc dù là công ty Tesla đã đã đưa ra một cái báo cáo tài chính lạc quan cho năm 2023, nhưng mà cổ phiếu vẫn xuống nhiều hơn là Nasdaq. Đó là nhận định của Gary Black các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới. Rồi, chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một số những thông tin nổi bật trong thị trường crypto đi thì chúng ta thấy có một thông tin đó chính là công ty RayScale đó thì họ muốn đưa ra một cái sản phẩm mới đây là một cái sản phẩm mà họ kết nối với lại cái công ty đào nổi tiếng foundry thì sản phẩm này là một sản phẩm mà họ kêu gọi vốn của những nhà đầu tư mà có tiền đó và sau đó họ sẽ đi thu mua những cái máy đào btc cũ và mới và khi mà họ đào bitcoin xong đó họ sẽ trả bitcoin giống như là cổ tức À, của cái quỹ đầu tư này chuyển nhà đầu tư thì có nghĩa là gì có nghĩa là Rayscale đó chuyển hướng và đầu tư thêm vào cái mạng đào btc thì gần đây chúng ta cũng có một cái thông tin thậm chí cũng được chia sẻ bởi CZ đó chính là mặc dù là thị trường ám đạm chúng ta vẫn tiếp tục thấy là cái hash rate có nghĩa là tốc độ đào của mạng lưới BTC đó tăng trưởng và đạt cái mức cao thì đương nhiên một số câu hỏi đó thường thấy được trên mạng xã hội là điều này ảnh hưởng gì liên quan tới giá thực ra cái tốc độ đào á, tăng cao lên thì uh, cái sự ảnh hưởng đó không phải liên quan đến giá mà nó phản ánh được là mạng lưới của BTC đang ngày càng an toàn hơn chứ không phải là nó trực tiếp liên quan tới giá đâu các bạn cái mà trực tiếp liên quan tới giá đó chính là đào một BTC đáng giá bao nhiêu thì nghĩ đó là một trong những yếu tố rất là quan trọng ảnh hưởng đến uh, thời đào sẽ bán hay là sẽ đồ BTC tùy theo là họ nghĩ là cái giá bây giờ quá thấp hay là quá cao và đương nhiên tùy theo thời đạo nhỏ hay là lớn các bạn thấy được là trong vòng mấy tháng qua đã thông có chia sẻ với các bạn những cái hội đầu nhỏ đó họ vẫn tiếp tục phải bán BTC để mà có chi tiêu tiếp tục kinh doanh à, còn những cái xưởng đạo lớn đó thì họ có thể là không cần phải bán BTC tại vì họ đã bán trước đó hay là họ đã có một cái số lượng tiền đầu tư cho nên họ có thể giữ những cái BTC bán hiện tại nhưng mà một điều khác hơn đó là có thể nhiều bạn nói là bây giờ tốc độ đào đang ở mức cao nhất có phải chúng ta sẽ thấy bịch hồi được sinh ra nhiều hơn hay là không thì câu trả lời là tạm thời à, nghĩa là sao nghĩa là khi mà tốc độ đào tăng lên thì tạm thời tốc độ làm lóc của BTC sẽ tăng lên có nghĩa là mỗi lốc làm chúng ta thì là có BTC mới sinh ra đời đó thì khoảng chừng 10 phút mỗi lóc nhưng mà khi có nhiều tốc độ đào hơn thì lóc nó sẽ nhanh hơn À, thì tạm thời là như vậy nhưng mà cái chế độ của mạng lưới BTC đó là khoảng chừng mỗi 2 tuần thì độ khó đào sẽ điều chỉnh các bạn thấy được là tốc độ đào tăng lên thì à, trong vòng 3 ngày 12 tiếng nữa đó chúng ta thấy là cái độ khó đào sẽ chỉnh lên 8,71 phần trăm có nghĩa là tôi tăng lên độ khó đào cũng sẽ tăng lên à, dẫn đến là trong dài hạn đó thì trung bình vẫn là 10 phút một lóc thì trong dài hạn, cái số lượng PDC đào ra tốc độ cũng là như vậy nếu tính trung bình. Ngắn hạn thì có thể là thay đổi. Ngược lại, khi mà tốc độ đào giảm xuống giống như các bạn thấy được là hồi à, tháng 6, tháng 7 của năm 2021 đó, khi mà nhiều xưởng đào tắt máy đào ở Trung Quốc tại vì họ cấm đào. Thì trong thời gian đó, chúng ta có thể được những cái lóc rất là chậm tại vì độ khó đào chưa điều chỉnh nhưng mà tốc độ đào đã giảm xuống nhưng mà sau đó độ khó đào cũng sẽ giảm xuống. Và cứ như vậy, đó là điều tôi muốn chia sẻ ở đây với các bạn. Chúng ta chuyển qua nói tới thông tin mới nhất về Ripple đi. Rất nhiều bạn quan tâm đến cái vụ kiện giữa Ripple và SEC. Thì tài liệu mới nhất đó là chúng ta thấy là có hai công ty. Hai công ty này đó bây giờ họ muốn ra tòa để mà làm một cái theo luôn hiểu đó gọi là Friends of Court. Có nghĩa là bạn của tòa án thường thì không phải là một luật sư. Nhưng mà theo luôn hiểu đó đây là một cái đơn vị mà có thể ra tòa để mà cung cấp uh, thêm một số thông tin cho thẩm phán liên quan đến cái vụ kiện này. Nó không có giống như là một uh, nhân chứng. Nhân chứng á, là cần phải được gọi là cross-examine, có nghĩa là cần phải được uh, hạch hỏi uh, bởi hai luật sư. Nhưng mà đây là một trong những uh, đơn vị ra tòa để một cung cấp thông tin mà thôi. Uh, và hai đơn vị này đó, đơn vị đầu tiên đó là IREMIT và đơn vị thứ nhì là TAPJET. Thì uh, đơn vị IREMIT này đó là một cái đơn vị sử dụng công ty Ripple à, để mà di chuyển tiền xuyên quốc gia và cái đơn vị tháp giá công ty này là một công ty mà nó giống như là Uber nhưng mà các bạn à, sử dụng ứng dụng của họ theo nhận hiểu để mà à, mướn những cái máy bay chứ không phải là những chiếc xe thì à, họ cũng sử dụng đồng à, XRP để mà thanh toán thì hai công ty này đã muốn ra tòa để mà cung cấp thêm à, thông tin à, có thể là thẩm phán sẽ hỏi họ về suy nghĩ của họ về XRP về công nghệ của Ripple như thế nào để mà có thêm cái sự hiểu biết hy vọng là có thể giúp ích được suy nghĩ của tòa án về xrp là chứng khoán hay là không phải là chứng khoán dù sao đi nữa đó thì à, hai đơn vị này đó, theo thường hiểu là sẽ giúp ích được và nghiêng về bên phía của công ty ripple nhưng mà ngược lại đó, thì ở bên sec họ không đồng ý họ nói là bây giờ à, tự nhiên có thêm hai đơn vị này ra để mà đưa thêm thông tin thì họ không đồng ý à, cho nên à, muốn có hai đơn vị này ra để mà cung cấp thông tin thì à, bây giờ là không thiếu buồn nói điều đó hoàn toàn không hợp lý, tại vì nếu như mà cái phiên tòa này để tìm kiếm sự thật thì tại sao để ngăn cản sự thật à, lan tỏa? đương nhiên à, chúng ta vẫn chưa biết kết quả chính thức như thế nào. Tòa án có quyết định là cho hai công ty này ra tòa để mà cung cấp thêm thông tin hay là không? Khi mà có thêm tài liệu thì chia sẻ với các bạn. Chúng ta có thêm một cái bài viết bài viết này đó là nói về mạng lưới của Ethereum, à, về việc là mạng lưới Ethereum sau khi có trập nhật The Merge chuyển qua Proof Stake, nhưng mà tốc độ đó thì à, vẫn đứng sau lưng Cardano hay là Solana à, thì à, bài viết này cũng đã nêu ra được đó, sau khi mà có cái cập nhật The Merge chuyển qua Proof Stake đó thì có một số những cái sự tăng trưởng nhỏ cải thiện nhỏ cho mạng lưới của Ethereum giống như là cái à, số lượng LOPS có thể tăng lên từ À, 6.000 cho đến khoảng chừng là 7.100 Locks Tăng một chút mà thôi Và cái tốc độ à, xác nhận những cái giao dịch à, Thì tăng lên khoảng chừng là 13% Nói chung thì cũng có sự cải tiến nhưng mà không đáng kể à, Nhưng mà có thể là nhiều người vẫn hiểu lầm Về cái à, việc chuyển qua hệ thống Pro Và hiện tượng là Merge Thì nhiều người vẫn nghĩ là sau khi chuyển qua đây, Thì mạng lưới Ether sẽ lập tức nhanh hơn, phí rẻ hơn Không phải đâu các bạn à, Như là thường đã chia sẻ với các bạn đó The Merge chỉ là bước đầu tiên mà thôi Giống như là chúng ta nhìn thấy Ở trên màn hình đó thì uh, The Merge là cái bước đầu tiên chuyển mạng lưới của Ethereum từ hệ thống đào qua hệ thống cổ phần à, uh, Nhưng mà kế tiếp sẽ có những cập nhật như là The Search, The Verge, The Purge và The Slurge Thì cái cập nhật kế tiếp đó, The Search và cập nhật mà sẽ bắt đầu kích hoạt một cái công nghệ gọi là sharding Hiểu đơn giản là các bạn chia dữ liệu ra thành nhiều phần xử lý song song với nhau Thì lúc đó mạng lưới Ether mới thật sự bước vào một cái thời kỳ là tăng tốc độ lên Bây giờ chỉ là cái bước đầu tiên mà thôi là The Merge coi như thành công Chúng ta đang chờ đợi bước kế tiếp là The Surge Chỉ khi nào điều đó xảy ra chúng ta mới thấy được mạng lưới Ether công dụng sẽ như thế nào Bây giờ thì chưa phải Cũng có một cái cập nhật liên quan đến sau sự tôi muốn chia sẻ với các bạn Thì sau khi chúng ta thấy cái thông tin liên quan tới là Alex Mazzinke CEO mà đã từ chức của công ty Celsius tại vì họ đã khai bảo vệ phá sản rút ra 10 triệu đô la chúng ta thực sự đã có tài liệu chính thức đến từ tòa án đã xác nhận điều này tài liệu chính thức đó trong cái tòa án đã cho thấy được là Morsinski CEO đã thực sự rút 10 triệu đô la crypto ra khỏi Celsius vào tháng 5 năm 2022 trước khi mà có cái sự cố là Celsius không thể cho người ta rút tiền được và thêm vào đó đó các bạn đã nhớ là có một cái giám đốc chính là giám đốc chiến lược của Celsius cũng đã từ chức rồi đó chính là Daniel Leon thì Daniel Leon cũng đã rút 7 triệu đô la và rút thêm 4 triệu đô la token sale ra khỏi Celsius vào cuối tháng 5 trước khi mà cái nền tảng này đã lâm vào cái tình hình là khai phá sản và không cho người ta rút tiền Thêm vào đó, chúng ta đã có thêm một người nữa, đó chính là Nick Goldstein. À, đây là giám đốc công nghệ của Celsius. Bây giờ vẫn còn à, làm việc ở Celsius, nhưng mà người này đó đã rút ra 13 triệu tổng cộng và rút thêm 6 triệu là token, sale. Nhưng mà luật sư của người này, á, của giám đốc công nghệ thì à, nói là thật ra cái số tiền rút đó là rút ra từ chương mục này qua chương mục khác nhưng mà vẫn ở sau sự chứ không phải là rút về túi riêng và thật ra đó cái số lượng tiền mà rút ra vào túi của nước Goldstein à, chỉ có hơn chừng 500 ngàn mà thôi thấp hơn rất nhiều so với hai người kia nói chung thì uh, cái mà chúng ta thấy là hoàn toàn không được tốt được các bạn. Trước khi mà công ty Celsius ra quyết định là ngưng không cho rút tiền, đó, thì hai tuần trước đó uh, đã có dấu hiệu là ba lãnh đạo lớn, CEO cũ của công ty cùng với lại giám đốc chiến lược công ty mà đã từ chức uh, cách đây 2 ngày, cùng với lại giám đốc công nghệ hiện tại đã rút ra một số tiền lớn ra khỏi Celsius, tình hình uh, thật sự không tốt. Hy vọng là chúng ta có hồi kết sớm cho cái sự kiện Celsius này và những nạn nhân có thể được bồi thường con số còn lại nhanh chóng chứ nó kéo dài khá là lâu rồi và thêm vào đó đó lại có thêm một cái thông tin thông tin thì vẫn chưa được xác nhận đâu các bạn có một người ở trên twitter nói đó, đã có danh sách của tất cả những cái chương mục và tên tuổi và cái số lượng ở Celsius cho những người mà đang lưu chưa tiền ở đó đã bị hack đã bị leak ra cho mọi người xem và người này cũng có chia sẻ một cái link thường thì không có dám bấm vào để mà tải xuống để mà xem coi coi là có phải thật hay không, có phải là cái tài liệu tư vấn này đã được à, tung ra khắp nơi vì một ai đó đã bất cẩn hay là có hacker nào đó đã <laughs> lấy tài liệu này, à, tại vì thường sợ đây là tài liệu giả hay là thường sợ nào nó có virus dẫn đến ảnh hưởng đến cái máy vi tính. Nhưng mà khi mà có đăng thông tin thì chia sẻ với các bạn, nếu thật sự là có cái danh sách những cái khách hàng của Celsius bị tung ra trên mạng đó thì là một thông tin rất là lớn đó các bạn. Và điều kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là liên quan tới uh, Binance Smart Chain Thì uh, theo Thuận hiểu đó vừa theo gì mà Thuận đọc được tin tức này rất là mới nhưng mà Thuận có chia sẻ trên những mạng xã hội với các bạn Là Binance Smart Chain đã, tạm ngưng hoạt động Lúc làm video này thì họ vẫn chưa có mở trở lại uh, Tại vì có dấu hiệu là một ví cá voi đã bị hack đáng giá là 536 triệu USD và có nhiều hoạt động bất thường có nghĩa là thấy cái ví này đó rút tiền ra khỏi staking rồi sau đó swap thông qua một số những cái app khác đây là một cuộc tấn công cross chain bridge dựa theo cái tweet đến từ CZ là một cuộc tấn công Cross Chain Bridge uh, của BSC Token Hub dẫn đến một số lượng BNB được in thêm, nhưng mà hiện bây giờ đã đây bị đóng băng và vấn đề được giải quyết. Đây là thông tin được chia sẻ bởi CZ. Thì cái số lượng in ra theo truyền hiểu đó là có thêm khoảng chừng là 100 cho đến 110 triệu USD BNB đã được in thêm. Uh, nhưng mà sau khi mà có thông tin này đó thì uh, mạng lưới của BSC đã được uh, ngưng hoạt động và những cái vai đây đều đã cùng nhau hợp tác để mà đóng băng và giải quyết cái vấn đề này không ảnh hưởng đến những cái người dùng nói chung thì những cái sự kiện như thế này đó thứ nhất không ảnh hưởng đến người dùng thì đã tốt rồi các bạn còn về câu hỏi tính phi tập trung thì đó lại là một cái câu hỏi khác của những mạng lưới như thế này à, đương nhiên các bạn đã biết là mạng lưới binance smart chain là cái mạng lưới mà thường cũng thường hay sử dụng và bnb là một cái đồng mà thường lưu trữ đứng thứ ba trong danh mục đầu tư của thuận à thường lưu trữ Bitcoin rồi tới Ethereum rồi kế tiếp là BNB để đồng đứng thứ ba thì đương nhiên thường cũng có cái à, lòng tin vào mạng lưới này cũng như là có lòng tin vào sàn Binance thì bạn có đã biết bao nhiêu năm qua rồi. Và các bạn có biết cái sự khác biệt giữa mạng lưới Binance Smart Chain và Solana là gì hay là không? Đó chính là ít ra khi mà BSC như hoạt động thì họ thông báo trước hướng <laughs> Từ, dẫn với bạn mà thôi. Và thông tin cuối cùng thầm muốn chia sẻ với các bạn đó chính là thông tin liên quan tới Do Kwon Lại một lần nữa chúng ta nghe ra tới thông tin đến Do Kwon Thì hiện bây giờ chính phủ của Hàn Quốc đã ra quyết định là bãi bỏ cái passport của Do Kwon Do Kwon nói là anh ta không có đi trốn chính phủ và không có lệnh truy nã nhưng mà ngược lại ở bên hình thức quốc tế và ở bên chính phủ Hàn Quốc thì nói là đang truy tìm Do Khan nhưng mà Do Khan mình không có chạy trốn thì tại sao lại không có về Hàn Quốc nếu như mà không chạy trốn và lại không muốn cho người ta biết mình đang ở đâu và ngược lại thì Do Khan gần đây cũng thuyết nhiều cái cũng <laughs> khá là thú vị rồi các bạn giống như, như Do Khan thuyết gần đây nó là tại sao mà có người nào đó cứ muốn uh, new sáu danh tính của Dogecoin như vậy nói là có cái số lượng tiền 36, 39,6 triệu đô la à, là thuộc về Dogecoin đã bị đóng băng bởi à, sàn Kucoin và OKX nhưng mà Dogecoin không sử dụng Kucoin cũng không sử dụng OKX và cũng không có thời gian để mà trading cho nên à, không có à, chuyện là tiền bị đóng băng nhưng mà cho dù số tiền đã thuộc về ai đi nữa đó thì à, hy vọng chính phủ Hàn Quốc dùng số tiền này cho việc tốt hơn. <laughs> Thôi nhiều khi cảm thấy là Do Kwon chắc thực sự đang trốn đó các bạn Và có thể là đang rất là cô đơn Có thể là ở một nơi nào đó rất là xa gia đình Và cũng không thể liên hệ được Chỉ có Twitter mà thôi và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và những mà nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những ưu đãi như này các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên 20% khi mà tham gia vào những sàn như là Binance, FTX hay là Bybit và một số những video khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem video ngày hôm nay và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got